Tiếng máy ông hồ bức nhiêu đây hả? À. Nãy vô hồ con nào ạ? Ô đi bán cơm. Ồ quá công phu luôn. Này nghề truyền thống luôn nè, bứt bông cỏ về kết lại thành chổi. Giao mối là 25.000 một cây. Đây cái bông cỏ này nè. Đó, bông bông cỏ bụi gì nè. Mà bứt từ cọng kết thành cây chổi, giao mối cho mối là 25.000 một cây. Bức bức 1 tiếng rưỡi nhiêu đây. Có cây chổi ở đây cậu coi đẹp lắm, có cây chổi đẹp lắm. Là một bó này mình làm được mấy cây cô? Bốn cây. Bốn cây là được 100.000. Là bao nhiêu ngày mới xong cây chổi? Ví dụ nó khô làm chút cái gì? Ngày tôi thấp được chục cây đó mà tôi mất gần 1 triệu nữa đó. Là cái công mình bứt luôn với xong luôn là một cây chổi là khoảng 2 ngày quá. Ừ. 2 ngày là thành phẩm một cây chổi bông cỏ vậy. Mà cậu tính gì mạnh gì cũng đâu có ăn, bị gì già rồi già không có mạnh gì được. Cô làm là nghề này là bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Ừ. 15 năm rồi có. Ồ, cái nhỏ là nhỏ năm 13 tuổi rồi. Nghề cách chổi này là gia truyền nên là 15 năm. Ừ. Ồ, quá không tuyệt vời. Bỏ mối cũng như mối gia đình làm không kịp. Giờ nó làm 20 cây tiếp tục đi mà không có, tới nay làm 100 cây rồi đó. Cái này là thường thường ta xài là bên cái bếp nhà bột gạch bông á. À. Bếp gạch bông. Gạch bông thì còn lát xi măng cũng được hết. Thì bông cỏ hồi đó giờ mới thấy luôn, mới biết luôn. À, là mới biết là bứt cái bông cỏ này làm cây chổi á. Chứ hồi đó giờ thấy có thấy cây chổi bông cỏ mình mà mình đâu có biết. Ồ bữa nay vậy là gặp cô mới biết được cái bông cỏ làm chổi nè. Con ở đâu? Con ở Vinh An. Cái này có người họ làm trước tôi nữa. À. Cái này theo nếu mà mình có cơ sở trồng cỏ bụi vậy nè, mình có nhân công nào làm nhiều cũng được. Trời ơi, công phu. Công phu dữ lắm. Là đi bứt từ cọng vậy là một ngày với thành phẩm là cây một cây chổi như vậy là 2 ngày. Mà giao mối là một cây là 25.000. Một bó vậy là được 4 cây. 100.000. Quá công phu luôn mấy bạn ơi. Rồi cô đi bứt cỏ tiếp rồi. Đi ra bứt bông cỏ tiếp rồi. Rồi. Kết thúc video ở đây rồi, cô vô mình hỏi tiếp.